Bây giờ thầy sẽ giới thiệu ba cái chức năng trên này, ba công cụ này ha. Bây giờ thầy sẽ xóa cái này đi. Để xóa cái đối tượng này thì các bạn có thể quét chọn như vậy nè. Quét chọn. Sau đó mình nhấn delete hoặc là mình chọn từng đối tượng mình xóa. Ha. Còn không thì tốt nhất các bạn nên reset đi. Các bạn vào cái menu file này. Các bạn chọn cái reset ha. Các bạn sẽ reset lại cái giao diện. Đó là những cái thông số lúc trước người ta chỉnh sửa. Người ta chỉnh các thông số trong 3D rồi. Thì các bạn muốn làm lại thì tốt nhất bạn nên reset. Thì nó sẽ trả lại mặc định như ban đầu. Bạn bấm vào đây mình reset đi. Đó. Các bạn muốn lưu thì mình sẽ chọn yes. Còn muốn không lưu thì mình don't save. Rồi. Yes đi. Đó, thì lúc này cái giao diện 3D Max nó trả lại như ban đầu, như lúc mới các bạn mới mở lên rồi đó. Đấy không? Cái phần này nó là top. Các bạn muốn chuyển cái này về phần mềm top thì chúng ta làm cách nào? Làm sao để chuyển về top đây? Click phải chuột chọn top. Đúng không? Để đúng mặc định nó như vậy. Rồi. Thầy vẽ một đối tượng như vậy. Thì khi vẽ thì tốt nhất bạn nên vẽ bên vùng top này. Thì khi mình vẽ vùng top thì mình xác định được cái nó nằm ở cái vị trí nào ha, nằm ở vị trí nào. Thì bây giờ mình thấy nè. Đây là cái mặt phẳng 2D. Thì mình thấy nó có hai cái tọa độ trục Y và X, đúng không? Y tức là mình sẽ hướng lên trên hoặc là xuống dưới, gọi là tung độ. Còn X tức là qua trái hoặc qua phải, tức là hoành độ. Hoành độ. Thì bây giờ thầy chọn, các bạn muốn di chuyển cái đối tượng này qua trái hoặc qua phải thì các bạn nắm vào cái trục đó. Ví dụ đây là trục X này, các bạn click vô này. Thì khi bạn click vô thì cái tọa độ, cái trục đó nó hiện lên cái màu vàng, tức là nó báo mình đã chọn cái trục này, không? Còn nếu thầy click vô cái trục màu xanh nha, thì lúc này bạn thấy cái cây này nó hiện lên màu vàng, nó báo là mình đã chọn được cái trục này rồi. Đó. Thì bây giờ mình muốn đưa sang trái sang phải thì mình click vào cái đầu trục nha các bạn. Click vào đây này, mình nắm vào cái đầu này mình kéo này, nha. Nắm vào cái đầu này mình kéo đi. Nắm đầu này mình kéo đi. Đó. Bạn thấy kéo không? Đó. Thì mình muốn đưa đối tượng qua trái qua phải thì mình sẽ nắm vào trục X này mình kéo này. Muốn lên trên hoặc xuống dưới thì mình nắm vào trục này mình kéo lên trên này, hoặc xuống dưới này. À, nắm lên trên hoặc kéo xuống dưới. Đó. Rồi. Đó là cái công cụ mình đang chọn là Select and Mover ha, Select and Mover. Các bạn muốn mở cái hộp thoại nó ra. Mở cái hộp thoại ra thì mình sẽ click phải vô trong cái hộp thoại này. Click phải chuột lên đây. Click phải chuột thì nó hiện lên cái bảng này, này. Nó hiện lên cái bảng này, này. Thì các bạn thấy mình có hai cái thông số hai bên này. Đúng không? Hai thông số hai bên. Cái thông số bên trái á, đây là thông số tọa độ gốc. Tọa độ gốc là các bạn thấy ở trên này, các bạn thấy này, nó có một cái đường màu đen. Thấy không? Đó, cái đường màu đen. Người ta xác định, ví dụ trên này là mặt đất. Mặt đất, đó, nó sẽ nằm ở đây. Đúng không? Cái này là dưới. Đó, thì mình xác định đây là cái tọa độ gốc, này, nó nằm ở đây. Đó. Thì bây giờ bạn muốn đưa cái đối tượng này về đúng vào cái tọa độ gốc này này. Đó, các bạn muốn đưa được giống như thầy thì các bạn thay vì mình các bạn có thể đặt con chó vô giữa đây này, giữa cái tâm này này. Mình kéo đi hoặc là ở chỗ này cũng được này. Chỗ cạnh ngoài này cũng được. Này. Đó. Đó mình kéo đi này, ha. Đó. Hôm nay là di chuyển này, cái này muốn di chuyển tất cả thì mình đưa nó con chó vô giữa mình kéo này. Các bạn muốn cái tâm nó về đúng vào cái tâm tọa độ này này. Đó. Thì các bạn sẽ cho thông số x y z này bằng 0.
Các bạn để ba cái thông số này bằng 0 thì nó sẽ nhảy về đúng tâm tọa độ cho mình thiết kế. Hoặc là mình click phải chuột lên đây, các bạn click phải chuột lên chỗ này nè, chỗ đó thì nó sẽ trả về 0,0 hết cho mình, đúng không? Đó, thì lúc này cái đối tượng mình nó vào đúng cái tâm tọa độ là 0,0. Còn cái thông số offset print này á, thì nó cho phép mình có cái thông số tương đối. Ví dụ như đây thì nhập 200, enter cái nó nhảy ra đây. Đó, từ đây tới đây là 200. 200. 200 này là 200 nick. Mình chưa học đơn vị nhé. 200 nick. Còn mình muốn lên trên hoặc xuống dưới, ví dụ thầy muốn lên 10 thì đánh 10 này, nó nhảy lên 10. Muốn xuống thì thầy đánh trừ 10 này. Âm đó là nó xuống dưới. Đúng không? Đó. Âm xuống dưới. Còn bạn muốn đưa nó về đúng vào cái tâm tọa độ thì cái chỗ này bạn click phải vào đây, nó bằng 0 thì nó nhảy về đúng đây. Được chưa? Đó, nắm ha. Cái x tức là qua trái hoặc qua phải. Y là lên trên và xuống dưới, nhưng mà theo cái thông số. Còn nếu mình nắm như vậy thì mình không biết được là nó bao nhiêu, đúng không? Không biết là nó cao bao nhiêu, xuống bao nhiêu, thì mình sẽ dùng vào cái thông số này. Đó, để cho nó dễ. Trục Z thì ở đây nó không có trục Z, bởi vì nó là X, Y thôi. Mặt phẳng 2D thôi, không có. Rồi. Đó là cái bảng Move, Transform. Transform là gì các bạn? Move là di chuyển nè. Transform là gì? Transform là biến đổi, đúng không? Nếu mình thêm đuôi ơ vô nữa là Transformer, tức là người biến đổi. Rồi, ở đây các bạn có tiếp theo là select and rotate. Select and rotate tức là xoay, mình chọn nó là xoay mà, thấy không? Đó. Nó sẽ biến đổi sang cái dạng xoay này, rotate transform này, nó xoay này. Bây giờ để qua chỗ này mình sẽ nhìn cho nó kỹ này. Đó, ví dụ mình có này. Thì khi mình chọn cái này, cái công cụ rotate này và cái bảng này, nó sẽ click phải thì nó mở cái bảng lên thôi, đó bảng này. Thì bây giờ mình thấy mình muốn xoay theo tọa độ trục nào, thì đây mình thấy là quy định màu đỏ tức là trục X, bạn thấy ở góc này không, màu đỏ là trục X này, màu xanh lá là trục Y này, và màu xanh dương là trục Z. Đó, trục Z. Thì đây mình muốn xoay cái trục X thì mình nắm vào cái trục X này mình xoay này, thấy không? Đó, cái này là thầy đang xoay tự do, chưa có thông số nha. Đó, thầy xoay tự do. Thầy muốn xoay trục Y thì thầy nắm vào cái, bấm vô cái đường dây của cái trục Y này, click vô cái dây của trục Y thì xoay này. Thấy không? Click vô cái dây của trục Y để xoay này. Thầy muốn xoay theo trục Z thì bấm vô cái dây của trục Z thì xoay này. Thấy không? Đó, thì khi xoay nó tùm lum tùm la hết rồi. Còn cái màu ngoài cùng, màu xám này thì nó xoay tùm lum hết, đúng không? Xoay tổng, xoay tùm lum. Đó. Và khi thầy xoay tùm lum hết, thầy muốn nó về đúng như ban đầu, trả lại cái vị trí ban đầu. Để trả lại vị trí ban đầu thì ba cái tọa độ này bằng gì? Bằng mấy? Các bạn click phải vô đây hoặc là nhập số 0 vô thì nó sẽ trả về đúng 0,0 thì nó sẽ là như cũ. Đó, còn bạn muốn xoay theo độ, ví dụ thầy cần là đây là 30 độ hoặc là 45 độ đây, thầy đánh 45 độ enter một cái thì nó xoay cái trục này nghiêng đúng 45 độ này. Thấy không? Nghiêng đúng 45 độ này. Đó. Thầy muốn xoay trục Y 45 độ thì đánh 45 độ enter một cái. Đó, nó xoay đúng cái 45 độ cho mình. Thì cái bảng này nè nó giống tương ứng với phía dưới này, các bạn thấy nè. Các bạn có thể đánh trực tiếp ở đây cũng được, nó giống ở phía dưới này. Thay vì mình cần mở cái hộp thoại lên thì các bạn có thể là sử dụng ngay ở cái bảng phía dưới này cũng được, ngay cái bảng dưới này cũng được. Đó, thì nó cũng giống như trên thôi. Đó. Click phải vô thì nó trả về 0,0.
Các bạn dùng công cụ Orbit bạn xoay này, mà bạn không thích dùng công cụ Orbit xoay thì các bạn dùng cái chiêu này này, giữ phím Alt+Tab đè chuột giữa thì bạn xoay được. Nhưng mà nếu bạn học Maya rồi thì nó y như Maya, các bạn click Alt+Tab đè chuột giữa bạn xoay như vậy. Đâu, Maya nó cũng y như vậy thôi, hoặc là bấm vào cái Q này các bạn xoay cũng được. Các bạn nắm được cái công cụ xoay chưa? Rồi đúng không? Bỏ đây ha. Tiếp theo nè, cái thứ ba nha. Thứ ba là công cụ Select and Uniform Scale. Đây là công cụ biến đổi, tức là kéo lớn thu nhỏ. Các bạn click phải vô cái công cụ này thì nó hiện lên cái bảng Scale Uniform này, trên form này. Đó, cái khối của mình nó đang là 100% hết rồi, thấy không? Đó, phần trăm là 100 hết, tức là chuẩn này đó. Nếu mình muốn cho nó nhỏ lại 50, mình đánh đây 50 này, thì nó sẽ nhỏ lại 50% này, thấy không? Nhỏ lại 50% này, thấy chưa? Đó. Còn mình cho lớn lên lại thì là 100%. Đó, 100% hết, chụp EX 100%. Được chưa? Hoặc là sao? Hoặc là các bạn có thể nắm vào cái tọa độ chụp nè, các bạn kéo nè, thấy không? Và cái suy cái quan trọng ở đây là gì? Các bạn thấy trong cái bảng Modify này, cái phần Parameter này, các bạn thấy ba thông số này không? Bây giờ thầy để lại cho nó chính xác chuẩn là 19 nè. Đây là 20 đi ha. Này là 70 đi. Đó. Các bạn thấy cái cột của mình là thông số này cho nó chẵn nha. Rồi. Bây giờ thầy scale nó cái trục Y này ra nè. Các bạn thấy scale ra không? Scale một chiều ra không? Thì các bạn thấy thông số bên này nó không thay đổi, tức là thông số gốc này nó không thay đổi. Nó không thay đổi thông số gốc mà nó chỉ tác động bằng một lực vô trong cái khối này thôi. Đúng không? Nó chỉ có biến đổi cái khối này thôi. Đó. Trục X này cũng vậy, nó chỉ biến đổi thôi, còn thông số gốc không thay đổi, không thay đổi. Đó. Thì các bạn muốn trả lại như ban đầu thì nhớ là nó là 100%, đó, nó là 100% chứ không phải là 00 nha, 100%. Đó, thì mình sẽ trả lại y như cũ. Các bạn muốn scale đồng tâm, tức là scale lớn ba tọa độ trục này, mình đặt con trỏ ở giữa này, các bạn thấy đặt nó màu vàng ở giữa này không? Các bạn sẽ scale lớn ở giữa này ra thì các bạn thấy scale đều rồi. Đó, scale đều lên, scale đều lên thôi, lùi lại chuẩn chân Z. Còn scale này là một chiều, một chiều. Đó, một chiều, được chưa? Một chiều. Rồi, các bạn đã hiểu được ba cái công cụ quan trọng này chưa? Ok rồi đúng không? Cái này là di chuyển, cái này là xoay, cái này là kéo lớn thu nhỏ, được không? Muốn mở hộp thoại thì click phải chuột lên thì nó xuất hiện hộp thoại. Rồi. Đó, các bạn muốn thay đổi thông số thì mình nhập thông số vô đây, nhập thông số vô đây, nhập vô chiều rộng chiều cao này ha. Đó. Tiếp theo là gì? Thầy muốn copy cái đối tượng này ra, thầy muốn copy đối tượng này ra, copy làm sao? Cần chân C, cần chân V, đúng không? Cần chân C, cần chân V cũng được, thì nó hiện lên cái bảng này, thấy chưa? Đó, nó hiện lên cái bảng này. Còn không á, cách thứ hai là gì? Các bạn nắm cái trục, giữ phím Shift, nắm trục giữ phím Shift di chuyển đối tượng này, thấy không? Đó, sau đó thả lên thì nó hiện lên cái bảng này. Thì qua vùng top thì làm cho nó bạn dễ thấy này. Đây ha, top nhìn từ trên xuống dưới mình thấy rõ này. Đè Shift di chuyển, được chưa? Sau đó buông chuột, buông phím ra thì mình sẽ xuất hiện cái bảng này. Thì các bạn sẽ có ba cái lựa chọn.
Đó, ba cái lựa chọn copy. Các bạn thấy thằng 3D Max nó rảnh không? Nó cho mình ba cái lựa chọn để copy. Tại vì nó biết các bạn rất là nhiều thời gian rảnh nên nó cho ba cái copy chơi vậy đó. Cái copy đầu tiên, copy này là copy bình thường, giống như ngày xưa các bạn đã từng copy. Nhấn OK nè. Thì cái copy bình thường này thì khi các bạn chỉnh sửa thông số này, bây giờ thầy muốn thay đổi một cái thông số nào đó nè. Các bạn thấy cái đối tượng kia không thay đổi. Đúng không? Tức là thầy muốn thay đổi thông số này, thầy chọn cái đối tượng này thầy thay đổi. Đó. Muốn thay đổi thông số này thì chọn đối tượng này thầy thay đổi. Đúng chưa? Đó là cái copy bình thường, thân ai đấy lo, không có liên quan tới nhau. Rồi dưới shift di chuyển chuột nè, mở bảng copy nè. Cái thứ nhất là copy bình thường nha, thân ai đấy lo, không có dính di líu gì hết. Cái thứ hai nè, copy dạng instant. Copy dạng instant này á là nó có mối liên quan tới nhau. Đó là cái mối thay đổi một đối tượng thì đối tượng khác nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ nhấn OK. Bây giờ thầy sẽ thay đổi bất cứ một đối tượng nào. Ở đây có hai cái thầy chọn cái nào cũng được. Thầy thay đổi thông số nè. Thay đổi thông số ha. Các bạn thấy nó thay đổi theo không? Đó. Ví dụ các bạn vẽ 50 cái cột nhà mà các bạn thay đổi thông số, bạn đi chọn 50 cái, làm 50 lần thì các bạn cũng quá rảnh đúng không? Thì tốt nhất mình nên chọn chế độ này và mình thay đổi một lần thì 50 cái kia nó sẽ theo. Được chưa? Đó, nhớ ha. Cái copy instant á. Để nói lại ha. Cái copy instant này á thì khi bạn thay đổi một đối tượng thì đối tượng khác nó cũng tự thay đổi theo. Được chưa? Cái thứ ba nè, cái reference nè. Reference là sao? Tức là mình sẽ thay đổi được đối tượng gốc, tức là đối tượng ban đầu, tức là đối tượng cha đó. Bây giờ thầy chọn cái đối tượng vừa copy ra là đối tượng này, bạn thấy nó không còn thông số cho mình thay đổi nữa. Nó mất hoàn toàn thông số. Đúng không? Mà các bạn phải tìm về đúng cái đối tượng cha, tức là cái đối tượng ban đầu là đối tượng này. Đó. Bây giờ thì mình mới thay đổi được thông số thì nó mới theo. Ví dụ các bạn có 50 cái mà cái đối tượng này mình giống nhau hết, mình không biết thế nào mình sao mình đi tìm được. Đúng không? Rất khó để mình tìm được cái đối tượng gốc. Đó. Thì mình thay đổi, còn đối tượng copy thì nó mất hết thông số. Rồi. Tóm lại, để antenna, để shift di chuyển để được copy này. Vậy thì trong ba cái chức năng này, cái nào là tối ưu nhất khi các bạn copy? Cái nào tối ưu nhất? Cái instant đúng không? Cái instant này sẽ là cái đối tượng tối ưu nhất. Nếu bạn muốn sửa, nếu bạn giống nhau thì mình nên dùng cái này. Còn nếu bạn không cần liên quan tới nhau thì bạn chỉ copy thường thôi. Đúng không? Copy thường thì không liên quan, còn nếu bạn muốn nó copy giống nhau thì các bạn nên sử dụng instant và OK. Cái number of copy này, tức là cái số lượng copy ở đây là 1. Các bạn muốn nhiều thì mình có thể tăng 2, 3 tùy ý. Tức là mình sẽ nhấn OK nó ra, ví dụ ra 3 cái này mình OK cái ra 3. Ở đây mình cần 1 thì mình để nguyên. Cái này là tên. À, các bạn cần đặt tên thì mình sẽ đặt tên, còn không thì thôi, cũng ít người đặt tên lắm. OK. Bây giờ mình copy được cái này rồi, các bạn muốn copy một lần, các bạn muốn copy thêm cái này nữa, các bạn muốn chọn cả hai đối tượng này. Nếu bạn quét chọn như vậy thì quá dễ rồi, đúng không? Bạn kéo ráp, bạn quét chọn thì quá dễ rồi. Nhưng mà nếu bạn chọn như vậy xong rồi mình muốn chọn thêm đối tượng này nữa, mình chọn từng cái vào đó, thì mình sẽ đè phím gì? Đè phím Ctrl. Đúng không? Bạn để ý phím Ctrl nó có cái dấu cộng này. Phím Ctrl tức là mình chọn thêm, tức là chọn nhiều đối tượng. Còn giống như bên AI á, hoặc là những phần mềm khác á, thì phím Shift. Đè Shift tức là chọn nhiều đối tượng, đúng không? Còn bên này đè Ctrl để chọn nhiều đối tượng. Đó. Sau khi mình chọn cả hai đối tượng rồi, các bạn giữ phím Shift, các bạn di chuyển xuống dưới này.
để mình copy ra đối tượng thứ hai. Sau đó buông chuột ra thì các bạn sẽ có cái gì, lựa chọn tiếp. Cái này nó cũng giống hai này luôn, đúng không? Bốn cái chân là giống nhau mà, nên mình sẽ chọn instant. Ok, thì các bạn sẽ được bốn cái chân này, đúng không? Bốn cái chân. Rồi tiếp theo, thầy cần vẽ một cái mặt bàn chẳng hạn, thì thầy tiếp tục bấm vô cái thẻ click này, bấm vô đây thầy chọn khối box. À, các bạn kéo ráp là mình sẽ kéo bên này, kéo ráp một xác định chiều dài chiều rộng của đối tượng, sau đó mình sẽ buông chuột ra đẩy nhẹ lên để tạo cái mặt phẳng, đúng không, để tạo được cái chiều cao, sau đó bấm về đây kết thúc lệnh, rồi mình mới click vô trong cái thùng này. Các bạn muốn phóng lớn lên thì bấm vào đây, đó, maximum size này. Thì bạn sẽ thấy đây là cái khối của mình. Các bạn muốn điều chỉnh lại cái khối này á thì bấm qua là thẻ modify này, thì nó cho bạn cái thông số chiều dài này, đúng không, chiều dài này, chiều rộng này, đó, chiều cao này, đó, chiều cao này. Rồi bây giờ cái miếng này nó đang nằm ở dưới mặt đất này, chẳng lẽ mình xoay vậy, đúng không, nó đang nằm ở dưới cái mặt đất này, thì mình sẽ xem những cái vùng nhìn khác, quan sát những vùng nhìn khác. Ví dụ đây bạn xem vùng front nè, bạn thấy đang nằm đây không? Xem vùng left, bạn thấy đang nằm ở dưới không? Đó, thì bây giờ mình chỉ cần chọn một trong hai cái mặt cắt này, mình kéo nó lên thôi, mình chọn đối tượng mình kéo lên trên nè. Đó, mình kéo lên trên, bữa sau mình sẽ học cái cách để căn, sử dụng cái công cụ align này này, mình sẽ căn đối tượng ha. Còn bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ học di chuyển thôi. Mình sử dụng cái công cụ mũi tên này mình di chuyển nó thôi. Đó, mình di chuyển lên trên này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo các bạn muốn vẽ một cái thanh đố ở phía dưới này để nó chịu lực cho cái mặt bàn này, không? Thì mình sẽ qua vùng top, hoặc là front hoặc là left. Ví dụ thầy vẽ bên vùng top đi ha. Thầy vẽ một cái miếng như vậy, thầy từ cái đây thầy bắt qua đây. Đó, đẩy nhẹ lên một tí. Nhưng mà bây giờ mình không biết nó dày bao nhiêu, dài bao nhiêu, nên mình qua đây mình xem bên này. Mình xem ở đây. Được chưa? Các bạn muốn chỉnh cái khung này thì vào modify, các bạn thay đổi cái thông số này. Này là dài ra rồi. Cái này là chiều cao này, thấy không? Đây là chiều cao nè, cái này là chiều rộng nè, đó. Rồi mình có được cái thanh này rồi, các bạn copy trong này không? Copy ở đâu? À, các bạn nhìn trên vùng top là dễ nhất rồi, thấy không? Đó, mình thấy được tổng thể của nó nè. Giữ phím shift di chuyển xuống dưới để mình được cái hình copy nè. Buông ra. Hai cái thanh này nó giống nhau, do đó mình sẽ chọn Instant. Được chưa? Để khi thầy thay đổi cái thông số này nè, thì cái thông số bên kia nó cũng thay đổi theo luôn, do nó giống nhau mà. Tiếp theo, hai cái thanh ngang đây, thầy cũng chọn hai đối tượng này. Giữ phím Control, click chọn thêm đối tượng nữa. Sau đó các bạn copy ra. Và ở đây mình sẽ học cái cách copy mà nó xoay cơ. Để copy xoay thì bạn dùng công cụ xoay này, học rồi nè, đúng không? Sau đó đặt con trỏ ở ngoài nè, ở ngoài cái vòng này, tại mình xoay tổng luôn mà, mình đặt ở ngoài nè. Sau đó mình sẽ giữ phím gì để copy ta? Giữ shift, đè shift, mình xoay nè. Thấy chưa? Mình đè shift, mình xoay nè. Thì khi xoay bạn để ý ở phía dưới góc á, cái trục Z nó có cái thông số. Có thông số. Đó. Đấy, thông số dưới đây không? Đó. Ở đây mình đánh xoay này. Dưới shift mình xoay ha. Xoay cho thẳng thẳng. Mình học xoay đi. Rồi. Xoay. Thả chuột ra hiện lên cái bảng này. Ở đây mình chọn nào các bạn? Hai cái này nó độ dài không bằng nhau nên mình phải cho là copy thôi, đúng không? Chọn copy thôi.
tại vì nó đâu có giống kia đâu. Đó, nó đâu có giống đúng không? Mình di chuyển qua đây này, mình di chuyển qua đây này, được chưa? Mình sẽ scale cho nó nhỏ lại, dùng tiếp công cụ thứ ba cho thầy. À, mình học ôn lại ba công cụ này cho nó dễ hiểu nè. Scale lại nè, mình scale lần luôn thì mình chọn cả hai nè, giữ phím control chọn cả hai nè, scale nè, đó thấy chưa, scale nè, đúng không? Rồi mình qua vùng phối cảnh, mình qua vùng phối cảnh, các bạn sẽ chọn bốn cái thanh này cho thầy, giữ phím control chọn tiếp bốn cái thanh này, và mình sẽ di chuyển lên trên nè. Mình thấy vùng front không, thấy cái mặt hông của nó không? Đó, mặt mặt hông nè, mặt hông là bên này nè, không? Giữ phím control chọn bốn cái nè. Khi các bạn click qua bên cái vùng front này á, các bạn thấy mất lệnh, đúng không? Mất lệnh. Mình quay nè. Các bạn muốn bên này nó còn lệnh thì mình sẽ click phải chuột nha. Click phải chuột thì mình không bị mất lệnh. À, click phải chuột thì mình không bị mất lệnh. Nhưng click chuột trái vào đây thì nó sẽ bị mất lệnh. Đó. Nên các bạn phải click phải chuột, click phải chuột. À, thì nó không bị mất lệnh, sau đó mình kéo lên. Nhớ nha. Để không bị mất lệnh thì chúng ta click phải chuột. Được chưa? Thì mình có được cái thumb này này. Cái bóng đổ này này bạn thấy không? Cái bóng đèn á. Nếu bạn không cần chất lượng ấy lắm thì mình sẽ có thể tắt cái bóng đổ này đi bằng cách là click phải vô cái chữ Re-click này, click phải thôi. Mình kéo xuống dưới mình tìm cái chữ Lighting and Shadow này, mình tắt cái Shadow đi này. Không? Bỏ cái Shadow đi thì nó hết. Cho nó nhẹ máy đi thôi, còn mình để cái đó thì nó tính toán thêm nó nặng máy. Ở đây chỉ là bài tập thôi, mình cũng không cần cái đấy. Đó thì mình có được cái này nè. Rồi tiếp theo là các bạn có thể áp dụng cái bài hôm nay vẽ những cái khối, ví dụ như là khối hình vuông, đúng không? Mình kéo lên trên, mình ráp lên trên. Đó, khối bình trà mình học rồi. Rồi mình vẽ lên trên, vẽ bên vùng top để mình canh được cái không gian của nó nhé. Sau rồi mình qua click phải chuột qua vùng front này, mình kéo lên trên nhé, mình đặt lên trên mặt bàn. Rồi mình vẽ hình cầu nha. Vẽ thì các bạn vẽ bên vùng top này cho thầy. Sau đó đến kết thúc lệnh, click phải chuột qua đây lại kéo qua đây. Đó, chứ mình đừng có vẽ trực tiếp trong này ha. Đó, rồi vẽ turret chẳng hạn, kéo vòng xuyên. Rồi, click phải chuột, kéo lên trên. Nào, kéo lên trên. Đó. Những cái khối khác cũng vậy, ví dụ khối vẽ hết đủ khối cho thầy luôn. Vẽ cả cái khối len, miếng len này cũng được nè. Các bạn vẽ cái mặt bàn này. Đó. Rồi, click phải chuột, kéo lên trên ha. Click phải chuột, kéo lên trên. Đó. Rồi, như là khối pi, kim tự tháp. Kết thúc, click phải chuột vô front, kéo lên trên. Được chưa? Đó. Các bạn kỹ thì mình sẽ vẽ thêm một cái thanh ở phía dưới này để gác chân hay làm gì đó thì mình vẽ thêm một cái thanh phía dưới này nữa. Thì cái bàn này thì cái ghế thì đơn giản rồi. Cái ghế thì nó lại như cái bàn nó nhỏ hơn thôi. Đúng không? Các bạn vẽ đơn giản thôi, vẽ cái ghế giống như cái bàn nó hình vuông và nó nhỏ hơn. Thì nó ra thấp hơn, nhỏ hơn thì nó ra được cái mình cần. Thì các bạn có thể dùng những cái công cụ cơ bản hôm nay mình học được để mình làm được cái bài này. Khi các bạn làm xong thì các bạn lưu nó lại bằng cách vô file, chọn save as, tức là save hoàn toàn ha, save as. Rồi các bạn đặt tên rồi các bạn lưu ở đâu đó. Các bạn lưu ra desktop hoặc lưu ở đâu đó tùy các bạn, mình sẽ chọn cái đường dẫn này. Các bạn lưu ở ổ C, ổ D, lưu desktop gì đó thì mình sẽ chọn cái đường link, cái đường cell in đó. Sau đó mình sẽ đặt tên rồi nhấp vô cell.
server thì nó sẽ ok. Các bạn muốn render cái file này ra cái hình xuất file đó, xuất file thì mình sẽ bấm vô cái thằng menu render này, hoặc là đây mình có cái bình trà này. Các bạn thấy cái bình trà không? Bình trà cuối cùng này, render production này. Render production, bấm vô cái bình trà hoặc nhấn phím F9 hoặc là bấm vô menu, mình chọn render, phím Ctrl Q đó thì nó cũng render lên này. Thì đây là cái hình 2D, các bạn vẽ trong 3D nhưng mà cuối cùng ra là nó là 3D, là 2D. Sau đó mình bấm vô cell image này, rồi các bạn sẽ chọn cái đường link, các bạn sẽ chọn cái file chỗ mình để, rồi mình sẽ chọn cái đuôi gì, cái JPEG này, đúng không, để bạn xuất cái hình này ra, ra ảnh, ra file ảnh để bạn đi in hoặc là đưa khách hàng xem. Thì mình sẽ này, thì mấy cái này thì dần dần mình sẽ làm quen thôi, còn hiện tại thì các bạn chỉ cần render mình xem cái kết quả của mình như thế nào thôi, và mình chưa cần đưa ra hình chi đâu. Mai mốt mình sẽ render chất lượng cao hay gì đấy thì mình sẽ tính sau. Bây giờ mình chỉ cần render được cái hình để xem cái kết quả nó như thế nào. Đó, nó như vậy nè. Mình chọn cái góc nào khi render thì mình cũng chọn cái góc nào nó tối ưu nhất thì mình đưa ra, mình sẽ render lên. Được chưa? Cái phần này các bạn có hỏi thêm gì không? Rồi bây giờ thời gian còn lại thì các bạn sẽ dùng công cụ khối box vẽ và copy đại loại giống giống như kiểu như vậy ha.